Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi được mời đến tham dự buổi gặp mặt đầu năm Mậu Tuất năm 2018 tại Cà Phê Thứ Bảy. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi quay trở lại Cà Phê Thứ Bảy, nhưng mà thực ra là quay trở lại Cà Phê Thứ Bảy nhưng mà lần đầu tiên đến với Cà Phê Thứ Bảy ở địa điểm mới, đó là số 38 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và Cà Phê Thứ Bảy này nằm ở ngay cái đoạn đường Võ Văn Tần và đường Trần Quốc Thảo. Cà Phê Thứ Bảy là công trình hợp tác giữa tập đoàn Trung Nguyên, mà cụ thể là giữa anh Đặng Lê Nguyên Vũ và nhạc sĩ Dương Thụ để xây dựng một cà phê, một salon văn hóa. Tức là nơi đó người ta đến không chỉ uống cà phê hoặc là uống các loại thức uống khác, mà người ta sẽ tham gia chương trình giao lưu về văn hóa, về giáo dục, về điện ảnh, về âm nhạc. Cà Phê Thứ Bảy thì được thành lập từ năm 2009 ở chỗ địa chỉ là đường Nguyễn Đình Chiểu giao cắt với đường Mạc Đĩnh Chi ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó thì vì nhiều nguyên nhân cho nên nó đã bị rời ra chỗ số 19B Phạm Ngọc Thạch, ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Đình Chiểu. Và đến lần thứ ba này, đúng gần 9 năm thì Cà Phê Thứ Bảy đã rời về địa điểm mới là số 38 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ngay khúc giao giữa Võ Văn Tần và Trần Quốc Thảo. Và xin nhắc lại, Cà Phê Thứ Bảy là một salon văn hóa, một cà phê văn hóa hợp tác giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ của tập đoàn Trung Nguyên với nhạc sĩ Dương Thụ. Đây là chương trình Cà Phê Thứ Bảy gặp gỡ đầu năm với những bạn bè thân hữu của Cà Phê Thứ Bảy. Vào sáng thứ bảy hàng tuần thì thường tại Cà Phê Thứ Bảy có những buổi giao lưu về giáo dục, về triết học, về văn hóa, về lịch sử và nhiều cái vấn đề khác, về kiến trúc, về âm nhạc, hội họa, vân vân, về điện ảnh. Tại Cà Phê Thứ Bảy thì tối thứ sáu hàng tuần thì có chương trình giao lưu chiếu phim về những cái bộ phim kinh điển của thế giới và những cái bộ phim đương đại bây giờ. Còn đây là những cái mặt hàng của Trung Nguyên tại Cà Phê Thứ Bảy. Chương trình âm nhạc của Cà Phê Thứ Bảy được tổ chức. Chương trình âm nhạc của Cà Phê Thứ Bảy được tổ chức vào bây giờ chuyển sang tối thứ bảy rồi. Như chẳng hạn sắp tới là có chương trình của nhạc sĩ Lê Thương. Tức là trong chương trình âm nhạc này sẽ có những cái phần tình khúc, những ca khúc trữ tình của những nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam, và sau đó thì là phần khí nhạc. Chương trình này do nhạc sĩ Dương Thụ và cô Thu Hương là giảng viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biên tập. Hiện nay thì địa điểm mới của Cà Phê Thứ Bảy được đặt tại một cái ngôi biệt thự rất đẹp, và ở trước ngôi biệt thự đó là một cây khế cổ thụ đây ạ, như cũng có thể thấy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm xem Cà Phê Thứ Bảy khi mà rời đến địa điểm mới này sẽ có những cái gì. Đây là khu bàn ở bên ngoài, có thể nhìn ra ngoài đường, view rất đẹp. Đây là tiểu cảnh. Còn đây là lối vào Cà Phê Thứ Bảy. Tại Cà Phê Thứ Bảy đầu tiên ấy, ở chỗ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Mạc Đĩnh Chi thì cũng có một cái tiểu cảnh là một cái hồ nước nhỏ nhỏ thế này và thả cá, và có những cái cầu đá để mọi người đi qua vào cà phê. Còn chỗ địa điểm 19B Phạm Ngọc Thạch thì nó chật chội hơn, không có được một cái lối đi rất
rất đẹp như thế này. Rồi, trên kia là lầu 1, nơi có phòng tổ chức sự kiện, là những cái buổi giao lưu về triết học, về văn hóa, về lịch sử, văn học, nghệ thuật. À, mọi người xin được xin ạ. Vâng, tức là mọi người đến đây được cái bộ sách của Trung Nguyên này đúng không ạ? Khuyến học này. Ồ, toàn sách khuyến học đúng không cô? Dạ. Lần đầu tiên cô đến cà phê thứ 7 đúng không ạ? Có cuốn là gì? Quốc gia khởi nghiệp. Vâng. Đắc nhân tâm. Đây là bộ sách mà Trung Nguyên đã bỏ tiền ra in hàng vạn cuốn để tặng cho mọi người đến uống cà phê đúng không ạ? Và sau này họ tặng cho các trường học nữa. Dạ, cảm ơn cô nha. Cô lần đầu tiên cô đến cà phê thứ 7 này. Cô thấy không gian này thế nào? Rất là đẹp, rất là lãng mạn. Dạ, rất lãng mạn và lại còn có bề dày, có một cái trầm tích về văn hóa là đúng không ạ? Cảm ơn cô, hẹn gặp lại sau ạ, trong cái chương trình sau. Vâng. Rồi, bây giờ đây là cũng là khu ngoài trời. Còn đây chúng ta sẽ vào thăm. À, đây cũng có một cái cây đại, cây sứ, cây hoa sứ khá là lâu năm. Sau cà phê thứ 7 được thành lập năm 2009 tại Sài Gòn, thì đến năm 2013-14 gì đó thì cà phê thứ 7 được thành lập ở Hà Nội. Đầu tiên ở khu phố Khúc Hạo, Ba Đình, Hà Nội. Sau đó thì hình như bây giờ được chuyển đến địa điểm mới là đường Ngô Quyền. Tôi không nhớ rõ là số bao nhiêu Ngô Quyền, hình như là 3A Ngô Quyền, Hà Nội. Tầng trệt là quầy bar và nơi pha chế ạ. Ờ, chỗ này là mình chuyển đến 38 Võ Văn Tần là từ tháng mấy nhỉ? Dạ, từ tháng 12 ạ. Tháng 12 năm 2017 ạ? Dạ, 23 tháng 12. 23 tháng 12 năm 2017. Dạ. Và mình cũng biết tin đó nhưng mà chưa có thu xếp được. Hôm nay là lần đầu tiên qua chỗ mới. Cảm ơn bạn. Minh Vương à? Dạ, em là Minh Tùng. Minh Tùng ấy hả? Vâng. Rồi, cảm ơn Minh Tùng. Dạ. Những đồ thức uống ở trong này thì là những nguyên liệu là cà phê của Trung Nguyên, trên kia là những cái thực đơn. Ở đây thì đây là công trình hợp tác giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ của tập đoàn Trung Nguyên và nhạc sĩ Dương Thụ. Đây là cây khế cổ thụ trước cà phê thứ 7. Tuổi đời của cây khế này có lẽ cũng bằng tuổi đời của tòa biệt thự. Và tòa biệt thự này thì có lẽ được xây dựng vào thời Pháp. Robusta Arabica. Arabica se Primilium Culi Arabica Robusta Brasil Arabica Ikmat Privata. Thank you.
Theo nhạc sĩ Dương Thụ thì Cà Phê Thứ Bảy được ra đời, cái tên gọi được đặt là Cà Phê Thứ Bảy bởi vì nghĩ rằng các ngày khác trong tuần thì người ta đi cà phê nhưng mà người ta rất là bận rộn, bận mải và có thể người ta chỉ gặp nhau được một chút ít bàn công việc thôi. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì sẽ rảnh rỗi hơn, cho nên là người ta có thời gian ngồi với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn những câu chuyện về cuộc sống, hoặc đơn giản chỉ để cần ngắm những cái đàn cá bơi lội thế này, hoặc là ngắm cây xanh thế này, hoặc là bông hoa nở, thì có thể khiến cuộc sống của chúng ta thư thái hơn rất nhiều. Và đó là ý nghĩa của tên gọi Cà Phê Thứ Bảy. Và trong buổi sáng thứ bảy hoặc là chiều tối thứ bảy đó, người ta có thể trao đổi với nhau bên bàn trà, bên cốc cà phê những câu chuyện thú vị về âm nhạc, hội họa, văn hóa, triết học, nghệ thuật, kiến trúc, về những cái giá trị tích cực của cuộc sống. Quý vị có thể uống cà phê ở đây hoặc là mua cà phê của Trung Nguyên về. Chưa về à? Live stream để cho nhiều người đến với Cà Phê Thứ Bảy. Ở đây là những cái góc rất dễ thương ở Cà Phê Thứ Bảy. Ngồi đây thì có thể nhìn ra cái hồ nhỏ nhỏ ngoài sân. Quay rồi. Đây cũng là một bức tranh về hoa, không phải hoa Huệ Tây, nhớ là hoa gì nữa. Không phải hoa Huệ Tây đâu. Hoa này rất quen thuộc mà không nhớ tên. Bên này đẹp hơn bên 19B Phạm Ngọc Thành nhỉ? Đây con nó là một không gian nằm trong cái biệt thự thời Pháp. Nằm trong cái biệt thự thời Pháp. Và nó cũng có cái hồ nhỏ nhỏ như là bên chỗ Nguyễn Đình Chiểu và Mạc Đĩnh Chi ấy. Lên lầu quay cây khế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 1. À đây là một cái phòng nhỏ nữa, một studio. Và đây là ở đây tập hợp những cái bộ sách về hiện nay của nhà xuất bản Tri Thức. Còn đây là cái bộ sách ảnh của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á. Tâm và Tài họ là ai? Tập thơ của Nguyễn Quỳnh Chi, à đâu không phải. Tập tranh. Đây là một số tạp chí ở đây. Heritage Fashion, người đô thị, doanh nhân. Rồi, đây là bộ sách của tập đoàn Trung Nguyên đây. Cách đây vài năm thì tập đoàn Trung Nguyên đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để in bộ sách, tạm gọi là bộ sách khởi nghiệp, dành tặng cho khách hàng để uống cà phê, rất là đông đảo thanh niên. Trong năm cuốn sách, trong bộ sách này gồm 5 cuốn sách. Đó là cuốn Khuyến học của Fukuzawa Yukichi, được coi là Voltaire của Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19, là người đặt nền móng về tư tưởng, về giáo dục cho sự cho công cuộc duy tân minh trị thành công. Thứ hai là cuốn của ông Chu Jung Won, là người sáng lập tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Câu chuyện của một doanh nhân vốn là người con trong một gia đình nông dân nghèo ở cách xa Seoul hàng trăm km. Cha mẹ ông thì muốn ông trở thành một người nông dân, nhưng mà ông đã không chấp nhận cái sự thực đó. Ông đã bỏ nhà đi hình như là 12 lần, đều bị bố mẹ bắt lại ở nhà làm ruộng. Nhưng mà đến lần thứ 13 thì ông đã trốn thoát và ông đã đi bộ đến Seoul trong tay không có tiền bạc gì cả. Khi nào đói thì ông lại đi xin ăn và đi làm thuê để lấy tiền, và sau đó đến Seoul đi làm thuê, làm mướn, và cuối cùng thì có tiền thì mở cái cửa hàng gạo, kinh doanh gạo đầu tiên. Và sau này kinh doanh phát triển thành công, đã lập nên tập đoàn Hyundai. Tiếp theo nữa là cuốn Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill, một cuốn sách cũng nổi tiếng
Và trong cuốn sách này thì Napoleon Hill đã gặp hàng trăm những doanh nhân tỷ phú người Mỹ để ghi lại những câu chuyện, những đúc kết, những thành công và thất bại của đời họ. Một cuốn nổi tiếng của Dale Carnegie là cuốn Đắc Nhân Tâm. Cuốn này thì cũng được nhiều người đọc rồi, đặc biệt là các bạn đọc ở miền Nam trước năm 1975 đọc rất nhiều. Cuốn nữa là cuốn trong bộ 5 tập sách, đó là cuốn Quốc gia khởi nghiệp của hai tác giả là Dan Senor và Saul Singer, nói về việc thành lập các công ty khởi nghiệp tại Israel. Nhưng mà thực ra thì cả đất nước Israel cũng được coi là quốc gia khởi nghiệp, startup, tức là họ luôn luôn tìm kiếm cái cơ hội kinh doanh mới và mạo hiểm trong kinh doanh, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Thì nếu như quý vị đến đây uống cà phê thì rất có thể sẽ được tặng những cái bộ sách này của Trung Nguyên. Và bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 1 để xem phòng hội thảo thế nào, phòng giao lưu ra sao, và đặc biệt là chúng ta sẽ được nhìn một cái điểm nhìn rất đẹp mà tiếng Anh gọi là view từ cái... Vâng, tôi đang giới thiệu đến những cuốn sách ở trong cái tủ sách của cà phê thứ 7. Tiếp theo là câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse, bản dịch của Ni Sư Chí Hải. Và lúc đó thì Ni Sư chưa xuất gia. Ni Sư đã dịch cùng người em của mình là đứng tên là dịch giả Phùng Thăng, Phùng Khánh. Tác phẩm rất nổi tiếng viết về đạo Phật. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái cuốn sách khác nào. Cuốn gì đây? Nhận thức sự tương đồng giữa Phật pháp và khoa học hiện đại. Sách tay, sách in nội bộ. Rồi đây những cái cuốn sách gì đây? Đối thoại với Trương Nghệ Mưu này. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành và người dịch là dịch giả Nguyễn Lệ Chi. Và sau này chị Nguyễn Lệ Chi đã mở công ty sách riêng là công ty Chi Book. In rất nhiều sách fantasy và cũng nhiều sách về văn học nữa, dành cho tuổi teen, lớp trẻ. Đây có một cuốn rất lớn mà rất dày mà tôi giới thiệu, là cuốn Đường Sống, Văn Thư Nghị Luận Chọn Lọc của Lev Tolstoy, nhà xuất bản Tri Thức. Cuốn này, tôi xem nào, nặng quá tôi không để lên giá được. Ấn bản là bao nhiêu đây? Năm 2010, không biết bây giờ còn xuất tái bản nữa không? Rất đáng đọc, cực kỳ đáng đọc. Đây là đĩa nhạc. Đĩa nhạc. Rồi, chúng ta sẽ đi sang thăm bên phòng sự kiện này xem sao. Salon văn hóa cà phê thứ 7. Mọi người đang kê lại bàn ghế để chuẩn bị cho cà phê âm nhạc tối hôm nay. Cà phê thứ 7 là một cà phê nơi người ta có thể đến uống cà phê, nhưng mà nó khác với những cà phê khác. Bởi vì là sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 9 giờ là thường tại khán phòng này sẽ tổ chức những cái buổi giao lưu về văn học, về văn hóa, nghệ thuật, về triết học, về giáo dục, về lịch sử, rồi về điện ảnh, âm nhạc, vân vân. Và những người đứng là sáng lập trong cái nhóm chủ trì Salon văn hóa của cà phê thứ 7 là nhạc sĩ Dương Thụ, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, giáo sư tiến sĩ dịch giả Nguyễn Văn Trọng, nhà văn Nguyên Ngọc, và một người nữa tôi không nhớ tên, xin lỗi là không nhớ tên. Và từ năm 2009 thì cà phê thứ 7 đã duy trì được những cái buổi trao đổi về học thuật như thế này đến tận năm nay, năm 2018, như vậy là 9 năm rồi. Và bắt đầu khoảng 1-2 năm nay, bên cạnh cái địa điểm truyền thống cà phê thứ 7, tại cái địa điểm cũ là 19B Phạm Ngọc Thạch, và bây giờ là chuyển sang 38 Võ Văn Tần, thì còn một cà phê thứ 7 nữa ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn nằm giữa Điện Biên Phủ và Lý Chính Thắng. Và người ta hay gọi đùa đấy là cà phê thứ 7 trẻ, tức là ở đó thì những cái diễn giả đến giao lưu trao đổi phần lớn là những diễn giả trẻ, và
đối tượng khán giả tham dự thì phần lớn là cũng là những người trẻ, cho nên mọi người hay gọi đùa là cà phê thứ bảy trẻ. Ở đây thì có những cái buổi giao lưu về học Phật, về triết học, thì người chủ trì sẽ là nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn hoặc là giáo sư tiến sĩ dịch giả Nguyễn Văn Trọng. Những buổi chia sẻ về giáo dục, giao lưu về giáo dục thì người chủ trì bây giờ từ năm 2018 này sẽ là cô Bùi Trân Phượng, cựu hiệu trưởng của trường Đại học Hoa Sen. Ngoài ra thì có những cái buổi giao lưu về kiến trúc thì người chủ trì sẽ là kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái. Rồi những cái buổi chủ trì về văn học thì người chủ trì là nhà nghiên cứu Indra Sana. Rồi có những cái buổi giao lưu về điện ảnh, về âm nhạc. Bây giờ ba cái bàn này, 1, 2, 3. Em diễn em xây ra hết nhảy. Đây là cái vị trí rất đẹp. Có thể nhìn ra đường Võ Văn Tần và dưới bóng mát của cây khế cổ thụ. Cây khế này thì chắc là nó phải độ cùng độ tuổi với cái tòa nhà này. Tòa nhà này xây dựng của thầy Pháp. Và bên đây cũng là cây hoa đại cổ thụ. Trước đây là vào tối thứ sáu nhưng bây giờ đã chuyển sang tối thứ bảy. Ở đây có buổi biểu diễn âm nhạc hàng tuần. Ngoài những cái tác phẩm tình khúc của các nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng như Phạm Duy, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Lê Thương, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, vân vân, thì phần hai sẽ là những tác phẩm khí nhạc. Và người đệm đàn piano là cô Thu Hương, giảng viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Còn các ca sĩ biểu diễn là phần lớn là các giọng ca đến từ nhà hát, nhạc kịch, nhạc phòng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái giảng viên của nhạc viện, các khoa opera. Vâng, hy vọng quý vị với những thông tin sơ lược mà chúng tôi vừa cung cấp thì quý vị thử một lần đến với cà phê thứ bảy xem sao, và quý vị sẽ cảm nhận được cái chiều sâu văn hóa tại cà phê thứ bảy khác biệt với rất nhiều các quán cà phê khác ở Sài Gòn. Xin cảm ơn đã theo dõi. Qua gần 9 năm có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà rồi chúng ta cuối cùng chúng ta cũng đi đến cái đích, tức là chúng ta vẫn thống nhất làm cái dự án là phát triển thành một hệ thống quán cà phê ở Việt Nam, là quán cà phê văn hóa. Thế thì sự bền bỉ thế này cũng có nhờ có sự đóng góp rất lớn của tập đoàn Trung Nguyên và chủ tịch Trần Lê Nguyên Vũ, anh hỗ trợ rất là nhiều, và đấy là một trong những người mà tôi nghĩ là chúng ta mỗi lần gặp gỡ này tôi rất tiếc là anh Vũ không thể có mặt ở đây. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh Đặng Lê Nguyên Vũ và tập đoàn Trung Nguyên đã hỗ trợ cho cà phê thứ bảy và nó bền bỉ, dẻo dai và tồn tại bây giờ. Tất nhiên có cố gắng của chúng ta. Thế thì cà phê thứ bảy là không phải chỉ là phát động văn hóa, mọi người chưa hiểu điều này nhiều. Cà phê thứ bảy là một quán cà phê theo kiểu mới. Trong quán đó ngoài người chúng ta đến uống cà phê thì chúng ta còn có những buổi cà phê với nhau về những cái chủ đề mà chúng ta quan tâm về tất cả các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, rồi kinh tế, môi trường, xã hội, vân vân. Thế và tất cả những buổi sinh hoạt đấy. Đã có rất là đông các trí thức lớn tuổi và cả các trí thức trẻ
Thế hôm nay là ngày đầu xuân, nhân thể tôi cũng có một chút là có cái tổng kết nho nhỏ. Là cách đây 9 năm chắc là hai người ngồi bên cạnh tôi đây là đầu tiên là những thành viên sáng lập. Thế thì hồi cách đây 9 năm là chúng tôi được biết cái dự án này và tôi có trao đổi với các anh. Là thì hôm nay là chỉ có hai người bên cạnh tôi, còn với anh Nguyễn Ngọc, anh Chu Hà, anh Lê Ngọc Trà. Thế anh Nguyễn Văn Nam Sơn và anh Nguyễn Văn Trọng, đây là 5 người ủng hộ rất nhiệt tình cái dự án này. Thế và dự án này là sau đó thì tôi có đi tìm kiếm cái đối tác, thì anh Đặng Thanh Vũ là người cũng rất là thích cái này và cũng đã đồng ý là hợp tác với cà phê thứ bảy để chúng ta còn có cái quán như thế này. Thế thì thời đầu tiên thú thật là 80% là thế hệ bọn tôi, tức là phần lớn là người lớn tuổi. Chắc là đây là thì tôi cũng tin là những người đầu tiên đấy đến biết thôi. Chúng ta tôi nhiều tuổi quá cho nên là trong cái thành phần giới trẻ thì rất là ít, nhưng đến 59 thì nó đảo ngược lại. Đảo ngược lại tức là những người trẻ tuổi đến đông hơn những người lớn tuổi rất nhiều. Trước thì tỷ lệ nó là khoảng 80% lệch về cái người lớn tuổi, bây giờ là 80% lệch về cái người trẻ tuổi. Tất nhiên trẻ tuổi là phải hiểu, không phải học sinh. Trẻ tuổi tức là những người thế hệ sau bọn tôi. Bọn tôi nghĩ thì những thế hệ sau, càng U50, U60, U70 thì đó. Tức là U70, U80. À, tức là xin lỗi không, tức là tôi rất tốt cái này, tức là những anh chị là trên 20 tuổi một chút đã tốt nghiệp, đã học nghiệp rồi, thế hệ 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi vân vân, là những người mà chúng tôi nghĩ là vì cái là những người rất trẻ, vì cái sinh ra là không vào cái thời kỳ như chúng tôi. Và đấy là một tin mừng đầu xuân, tôi nghĩ lên nhắc lại đó là tin mừng đầu tiên. Bởi vì những người trẻ tuổi đến đây không phải là những người bình thường, đấy là những người được chọn, tôi gọi là thích. Bởi vì khi mà chúng tôi làm chương trình thì thường là được mời những nhân vật hàng đầu đến và chia sẻ những vấn đề là quan tâm, phải là những người thuộc số ít. Thế thì những ai đã xem thư mời, đã bỏ thời gian buổi sáng thứ bảy hoặc là buổi tối thứ sáu hoặc cuối chủ nhật và đến, tức là những người chính là đối tượng, đấy là số ít. Còn người mà thuộc đám đông ấy, thì họ không đến đây, họ đến những chỗ tụ điểm giải trí vân vân hoặc những chuyện khác. Cho nên cái số ít ấy, càng trẻ thì tôi nghĩ đó là cái mừng rất là lớn, bởi vì chính các bạn ấy sau này các bạn sẽ thay đổi lại cái diện mạo của cuộc sống của đất nước này. Chứ còn bọn tôi như là anh Trọng lớn hơn tôi 2 tuổi, anh Sơn với tôi cũng là trên 70 rồi. Thế thì lớp chúng tôi chắc là cũng không làm được cái gì mà chính là các bạn. Thế chỉ mong rằng cái thông điệp mùa xuân là cái thông điệp là trẻ trung, cái thông điệp về số ít của các bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy trong giới trẻ một cái lớp những cái người tinh hoa mới. Tất nhiên bây giờ là họ còn chưa phải như mình nghĩ, nhưng có khuynh hướng rất là hay, tức là không bị chính trị hóa nhiều như bọn tôi. Không có nhiều ảo tưởng như bọn tôi, họ thực tế hơn, họ có nhiều cái suy nghĩ rất là tốt và họ cập nhật được và họ có cái gì đó, nó tôi gọi là những cái luồng tư tưởng, những cái mới của thế giới là họ cập nhật rất là nhanh. Trong khi thế hệ tôi chỉ từ một số người như hai ngồi bên cạnh tôi là vì du học ở nước ngoài, được sống với một cái thế giới văn minh khác. Còn như tôi ngồi đây và với con số anh chị ngồi đây, chúng tôi sống ở trong nước, chúng tôi không được tiếp cận với cái văn hóa ấy. Thì các bạn trẻ bây giờ thì không phải chỉ như hai em, rất là đông. Họ đi nước ngoài không phải là bằng tiền du học mà có thể là đi bằng tiền của nhà nước và bằng tiền túi để sang đi nữa. Dạ, anh đỡ một lần. Thế cho nên là đấy là một cái tin rất là vui. Thế hôm nay là đến thì có trẻ có già, có lẽ là nhân thể anh Phan Thanh Dưỡng đến, tôi xin giới thiệu các bạn trẻ
những nhân vật mà Cặp thứ bảy đã đóng góp rất nhiều cho cái việc hình thành và Cặp thứ bảy trở thành một cái nơi để mà ủng hộ những cái người gọi là suy, những người mà tôi nghĩ rằng nếu mà trong cuộc sống họ phấn đấu họ sẽ trở thành kim hoa. Thế đây thì tôi xin giới thiệu lần lượt trên. Thì ngồi ngoài tôi là tiến sĩ Mùa Thiên Nhân, anh Nhân ạ. Nhưng anh ấy lại là... anh Nhân đóng góp rất nhiều Cặp thứ bảy và một trong những diễn giả và là người chủ trì một số người rất hay. Người bên cạnh tôi là anh Irasara, là nhà thơ nhưng mà nhà nghiên cứu lý luận và là nhà văn hóa. Anh Irasara là phụ trách cả về văn học của Cặp thứ bảy. Anh ngồi bên cạnh Irasara là chị Tôn Đức Thị Ninh, nhà hoạt động giáo dục văn hóa và xã hội. Anh ngồi cạnh nữa là chị Bùi Trân Phượng, là và là tiến sĩ và là người đã tạo ra cái một trường đại học đầu tiên ở Việt Nam mà tên tuổi và có bước đi rất là tốt đẹp là trường Hoa Sen. Thế bây giờ thì chị vẫn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và là một cộng tác rất là thân thiết đối với cả Cặp thứ bảy. Đấy là những nhân vật từ lớn tuổi và ngồi đằng sau thì xin hiệu anh Phan Thanh Dương là một trong những người mà đã đến và chính thức đầu tiên là cố vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong việc xây dựng thành phố chúng ta là thành phố văn minh. Và ngồi là nhà báo Trần Trọng Tức, là một trong nhà báo tôi rất là kính trọng, đấy là một trong nhà báo hàng đầu. Thế đấy là những cái thế hệ, chúng ta là thế hệ lớn tuổi và các anh chị. Thế còn các bạn trẻ thì ở đây rất là đông đảo. Thì hôm nay là có một số bạn trẻ không đến được vì lý do rất đơn giản, tức là có người như anh tiến sĩ Nguyễn Đức Hải Khôi sáng nay là anh ấy mới sinh con nó bị sốt phát ban đấy, nhưng mà sinh xuống một cháu không thể đến được. Đấy là một người rất là hay, anh Phạm Văn Quang cũng vậy, là một tiến sĩ về văn học. Nghĩa là người rất là chủ chốt cả thể hai anh đều không đến được vì lý do cá nhân và anh đều báo cả. Thế thì đấy là một cái tôi muốn chia sẻ với anh chị các bạn về một thế hệ đã cống hiến, đã làm hết sức mình để rồi hôm nay đến với Cặp thứ bảy để chia sẻ với các bạn trẻ những cái kinh nghiệm, những hiểu biết mà muốn các bạn trẻ kết nối các bạn trẻ. Thì bản thân chúng tôi cũng muốn còn làm việc như anh Sơn đấy nói là tôi gọi điện thoại Sơn mà năm nay gầy quá rồi đau lưng, nó ngồi cũng dịch nó biết là suốt ngày đau lưng, tức là tuổi già nó đến. Nên đây thì anh Trọng thì già, chúng tôi như anh Trọng luyện tập phát thần công cho nên anh Trọng thấy có vẻ khỏe đấy. Thế thì đấy là những cái điều mà nó vui để chúng ta hôm nay gặp gỡ nhau. Thế Cặp thứ bảy hôm nay rất là trân trọng những cái đóng góp của các anh chị các bạn, cho nên là tôi muốn là có một chút gọi là quà để trao tặng lại những các anh chị đã đóng góp nhiều Cặp thứ bảy và những anh chị đã tất nhiên là tuổi thì cao nhưng mà rất là dành nhiều thời gian để cho đến làm việc và đóng góp cho Cặp thứ bảy. Thế thì để trước khi tôi trao tặng giải thưởng, không phải là giải thưởng mà trao tặng quà, trong khi chờ đợi thì có lẽ là mình vui một chút thì hôm nay là có can đến như anh muốn chia sẻ muốn gần bài ý kiến. Thì đầu tiên chắc là tôi muốn giới thiệu là anh Nguyễn Văn Trọng sẽ có một vài lời chia sẻ với chúng ta về đầu tư. Như anh Phụ cũng nói thì tôi là người có như khai trương của Cà phê thứ bảy thì tôi là người tham dự đầu tiên. Tôi còn nhớ cái buổi tôi nói chuyện đầu tiên chính là nói về chữ khiêm theo cách hiểu của Đông Tây nó khác nhau như thế nào. Cái
cùng là khiêm tốn cả, thế nhưng mà hình như cái người Á Đông với cái người phương Tây ấy, họ họ hiểu cái chữ đó khác nhau. Tại vì tôi có cái trải nghiệm là tôi đọc những cái tác phẩm triết học của phương Tây ấy, thì tôi nhận thấy là những khái niệm đôi khi dịch trong tiếng Việt ấy, nó có bị hiểu nhầm. Hiểu nhầm lớn nhất chính là khái niệm tự do. Tự do người Việt đều hiểu là muốn làm gì thì làm. Nhưng mà các cái ông triết gia phương Tây khi đưa ra cái khái niệm đó là ông ấy đều rất là minh định, rất rõ rệt là cái trong cái giới hạn nào thì người ta có quyền can thiệp vào cái hành vi của một cá nhân. Tức là cái minh định một cái không gian trong đó anh có thể muốn làm gì thì làm, chứ không phải là cái không gian ấy là vô hạn. Nhưng người Việt thì hiểu là tự do muốn làm gì thì làm thế. Thành ra là khi hiểu như thế là nó sinh ra những cái bất đồng rất là kinh khủng. Thì ngay cái chữ khiêm ấy, là tôi cũng phát hiện ra là các cái bác mà theo Nho giáo là hiểu chữ khiêm ấy như một phương tiện để anh có thể lôi cuốn quần chúng để mà anh phò vua giúp nước, chứ không phải là một cái giá trị đạo đức của bản thân con người. Trong khi phương Tây ấy, họ sau này tôi mới hiểu là chính là do tôn giáo, cái khiêm của họ là họ ý thức được cái thân phận khiêm nhường của con người trước thượng đế là cái đấng toàn năng và toàn thiện. Thì con người luôn luôn là có cái pha trộn giữa thiện và bất thiện, cho nên con người là không bất toàn. Thì trong cái sự bất toàn đó mới nhìn lên cao, mình hướng đến một cái vị thượng đế như là một cái vị hoàn thiện hơn mình rất nhiều. Do đó cái khiêm nhường ở đây là khiêm nhường trong bên trong thật sự của con người. Còn cái khiêm nhường của Khổng giáo nói nôm na thì nó như là thủ đoạn để mà phò vua giúp nước được đắc lực, chứ không phải là cái giá trị tự thân của con người. Thì ra nó có những vấn đề rất là tế nhị như thế này nhỉ. Tôi hiểu là cái khó khăn khi đọc những cái tác phẩm của phương Tây, mình là người Á Đông mình dễ hiểu nhầm. Thành ra là buổi nói chuyện đầu tiên tôi nhớ anh phụ là chính là nói về cái đề tài như thế. Thì bây giờ là 9 năm trôi qua, trong cái thời gian đó thì tôi cũng tích cực tham gia cùng anh phụ, cho nên có mặt là hơi nhiều trong các buổi cà phê thứ bảy. Thì nhân buổi đầu năm tôi cũng muốn giải bày với mọi người vì sao tôi tham gia nhiều như vậy. Cái bởi vì thế này, tôi khi đến cái tuổi mà tham gia cùng Minh Phụ cho đến bây giờ thì tôi tự xem mình đã ra khỏi cuộc chơi. Cuộc chơi là cái cuộc đời này, nhưng mà sau cái tuổi về hưu rồi thì mình không có phận sự gì với cái gọi là cuộc đời tích cực theo ý nghĩa đó. Dẫu sao mình cũng là anh nghỉ hưu rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của tôi thì tôi là con người suốt cuộc đời là bối rối rất nhiều, nhưng mà không có điều kiện để mà giải quyết những cái bối rối của mình, vì là tôi đã chọn một cái nghề nghiệp mà nó rất nặng, tức là nghiên cứu khoa học nó ngốn hết thời gian, rồi làm việc, rồi đi các này các kia để báo cáo để các thứ. Mình có những cái vấn đề nó canh cánh ở trong lòng nhưng mà không thể dành thời gian cho nó được, nên tôi phải đợi đến lúc về hưu thì ra khỏi cuộc chơi thì là hết nghĩa vụ chính thức với nghề nghiệp cũng như các thứ, thì tôi muốn là giải quyết được cho mình những cái khúc mắc, những cái băn khoăn mà mình trong cuộc sống mình vẫn có nhưng mình gác để lại đi. Thế bây giờ trong hoàn cảnh như thế thì tôi có thể làm gì? Đương nhiên tôi có một số bạn bè học rất là lâu như anh Châu Hảo, rồi sau này quen như anh Phạm Duy Hiển, nhưng mà mấy ông lại biết tôi quá và tôi biết các ông quá, ngồi nói chuyện với các ông thì một hồi cũng chẳng có cái gì mới cả. Bây giờ mở sách báo ra đọc thì thấy em hoa hậu này phát nội y cái vụ đứa kia đâm chém nhau, tôi cũng có thể biết gì về cuộc đời này. Thì tôi đọc tôi hiểu là chỉ có một con đường là tôi phải có cơ hội giao lưu với những người khác, những người thuộc cái thế hệ còn đang hoạt động trong cái cuộc đời này, chứ không phải ra khỏi cuộc chơi như tôi. Và qua cái giao lưu đó thì
tôi mới hiểu được là thực ra tôi sống trong một cái xã hội như thế nào và sống với người như thế nào. Đấy là cái nhu cầu rất mong muốn của tôi. Mà cái cà phê thứ bảy thì cái tôn chỉ của nó rất phù hợp với cái mục đích nó của tôi, là nó không đặt ra cái chuyện như là sinh hoạt hàn lâm khoa học. Tại vì tôi làm vật lý tôi biết nhưng sinh hoạt seminar của vật lý là phải trang tiện cho đến cùng là đúng sai, để rồi cái buổi seminar nó có kết luận là cái trình bày của cái báo cáo viên này nó xác đáng đến đâu, rồi có biên bản, rồi ông ấy gửi bài báo đi, cần phải có những cái giấy tờ như thế. Thì cà phê thứ bảy nó không có cái chuyện đó, mà là mục đích đặt ra chỉ là đến để nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau là đạt được cái mục đích là sự thông hiểu, tức là người nghe biết được tôi nói cái gì, biết được tôi quan tâm đến cái gì. Và khi những người nghe phản ứng lại bằng các câu hỏi hay là thậm chí cả tranh biện nữa, thì tôi cũng hiểu được là những người khác nghĩ gì về những điều mà tôi băn khoăn đó. Đấy chính là cái điều mong muốn của tôi. Cho nên là dù người nghe đồng tình với tôi hay là không đồng tình với tôi, thì đối với tôi cũng đều là đạt được một sự thông hiểu. Và tôi luôn bằng lòng với cái chuyện đó và rất cảm ơn là cà phê thứ bảy đã cho tôi có một cái sự thông hiểu đối với cuộc đời. Và nhờ thế tôi dù có tiếp tục dịch sách hay làm gì thì ít nhất cái khái niệm trong đầu của tôi vì là tôi sống xung quanh những người như thế nào. Đấy. Và tôi cũng phân biệt được cái đám đông mà ào ra đường hoan hô đội U23 thua trận chung kết với những người tôi giao tiếp ở đây là những người rất là khác nhau. Nếu mà tôi chỉ dựa trên tin tức như thế thì tôi sẽ hiểu là cái lớp trẻ Việt Nam bây giờ là cái đám đông cuốn cờ cưỡi lên xe máy đi đùng đùng ở ngoài đường sau cái trận đá bóng đó chẳng hạn. Thì những cái hiểu như thế sẽ làm cho tôi hiểu rất lệch lạc, mà cả nhà tôi ý thức rằng là cái mà tôi cần hiểu trong cuộc đời này là không phải là cái số đông, mà là chính là cái số ít mà họ quan tâm đến những vấn đề tôi cũng quan tâm. Những cái trải nghiệm của tôi, lớp trẻ bây giờ không có những cái trải nghiệm giống như tôi. Hạ cớ thì họ lại phải quan tâm đến cái chuyện mà tôi quan tâm. Thế nhưng mà hóa ra là chúng ta cũng là con người cả. Cho nên là qua những cái giao lưu ở cà phê thứ bảy, tôi mới nhận ra rằng những có những cái vấn đề nó gọi là nhân bản. Tức là đã là con người thì đều băn khoăn cùng cái chuyện như thế. Khái niệm tự do là của mấy ông triết gia phương Tây. Nhưng mà thực ra khi hiểu ra thì các bạn trẻ cũng rất là quan tâm. Tôi rất kinh ngạc là tôi dịch cái quyển Bàn về tự do của John Stuart Mill cách đây là hơn 12 năm. Thì lúc dịch là tôi không nghĩ là có nhiều người đọc. Vì cái vấn đề nó có vẻ là hơi xa lạ với người Việt Nam. Người Việt Nam là cần phải thành đạt trong cuộc đời này. Tự do là cái gì? Thế nhưng mà hóa ra cái cuốn nó ngày càng tái bản rất là nhiều và rất là nhiều bạn để đọc một cái nhìn nhà xuất bản Tri Thức, cho nên đấy là cái cuốn mà tái bản nhiều lần nhất. Thì những cái đó đối với tôi cũng là những cái điều khiến tôi nhận thức là cái thế giới mà tôi sống, những con người xung quanh tôi là những người như thế nào. Nên thành ra là tôi qua cái buổi này cũng muốn giải bày, mong muốn nói là lời cảm ơn của tôi với cà phê thứ bảy là những cái tôi thu nhận được. Những cái người già, những thế hệ của tôi là hay cứ tưởng tượng là tôi đến nói cà phê thứ bảy là dạy dỗ cái đám trẻ như thế này. Nhưng tôi không hoàn toàn có ý đó. Các bạn trẻ có cuộc sống của các bạn đó, các bạn có những trải nghiệm của riêng của các bạn đó. Hà có gì mà các bạn đâu có cái trải nghiệm như của tôi mà các bạn nó phải nghĩ hay là phải quan tâm đến những chuyện mà tôi cũng quan tâm. Nhưng mà chính là tôi cần biết là tôi sống với những người như thế nào. Và cái đó là cà phê thứ bảy cho tôi cơ hội. Và tôi muốn cảm ơn cả thế thứ bảy là đã cho tôi cơ hội đó. Anh Trọng đã nói cái chia sẻ của anh nhân đầu năm mới, thì anh nhắc lại một cái kỷ niệm, tức là một trong buổi đầu tiên cà phê thứ bảy khi mà chúng ta chia sẻ về một cái chủ đề nào đó, thì chúng tôi đã chọn chủ đề là chữ khiêm. Và hôm nay thì anh nhắc lại cái đó để nhớ lại 9 năm tôi cũng nhớ lại. Thế và anh Bùi Văn Nam Sơn thì anh bảo anh nghe năm nay thì
anh cũng cho một vài thế bây giờ thì xin để thay đổi không khí một chút và thì đến cà phê thứ bảy thì có một số người chủ trì tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ là Phoenix Thu Hương. Tôi có nói là Thu Hương nói cái gì thì chắc là tôi có nói chuyện Thu Hương là tốt nhất, thì không cái lời nói nào hay hơn là tiếng đàn. Thế là hôm nay thì Thu Hương sẽ chia sẻ các bạn những cảm xúc về đầu năm và những suy nghĩ về cà phê thứ bảy thông qua cái tiếng đàn của mình. Tôi phải xin nói này, cà phê thứ bảy làm salon nhạc và cái salon nhạc này rất là tốt so với Hà Nội, là tốt hơn rất là nhiều. Bởi nghệ sĩ Thu Hương vừa là giảng viên của cái trường của học viện, cho nên là rất giữ được cái nguyên tắc về học thuật rất là tốt. Và chúng tôi với Thu Hương đã biên tập và làm rất là công phu một cái chương trình vừa là nhạc cổ điển và vừa là những cái tác phẩm Việt Nam mà trọng lập trong 70 năm qua. Thế thì Thu Hương là gần như là ở Hà Nội thì một tháng chỉ có 2 buổi thôi, mà đôi khi không xong, nhưng đây chỉ thường là tuần nào cũng 1 buổi. Và cái lực lượng nghệ sĩ là phần lớn là những nghệ sĩ rất là có trình độ cao ở thành phố Hồ Chí Minh về âm nhạc thi thầm, cho nên là đóng góp của chị rất là lớn. Thế thì tôi cũng nhận đây, tôi cũng xin rất là cảm ơn Thu Hương. Thế bây giờ xin nhờ tôi Thu Hương chia sẻ với mọi người. Xin chào quý vị khán giả. Em thì là thật sự là sinh ra ở Hà Nội và sau giải phóng vào đây, và em được học đàn thì là ở ngoài Bắc. Cô Nhật Ánh đó là đã học đàn ở từ ngoài Bắc rồi, và sau đó vào đây thì là học tiếp cô Hồng Bích, và sau giải phóng là năm 76 em đã thi đậu rồi, đó là trường quốc gia học nhạc. Và bây giờ sau này, sau năm 80 là đổi lại là nhạc viện thành phố. Thì suốt quá trình anh học đó từ mười mấy năm trời đó, và thật sự là cuộc sống chỉ có học ở đó và lớn lên và tốt nghiệp ra trường làm giảng viên ở đó, và còn mấy năm nữa là cũng về hưu rồi, chỉ có một ngôi trường duy nhất là nhạc viện thành phố thôi, là chỉ có biết một con đường duy nhất hồi đó là đi xe đạp và bây giờ là thành đi xe máy rồi. Và khi em làm thấy em may mắn hơn nhiều khi nhiều đồng nghiệp khác, là khi mình đã học, mình tốt nghiệp thạc sĩ thì các đồng nghiệp chỉ là giảng viên thôi, giảng viên giảng dạy, và sau đó là cái nghề của mình thật sự nó bị mai một đi. Có thể là cô đã đào tạo ra được những học sinh giỏi, nhưng mà để cổ đàn được thì là không còn đàn được, và rất nhiều đồng nghiệp như vậy. Nhưng mà em thì là vừa giảng dạy thì em lại còn làm việc thêm cần biểu diễn, thành thử là những chương trình của trường hay của nhà hát giao hưởng hay của đài truyền hình, tất cả mọi cái là họ mời thì là em đều biểu diễn hết. Thành thử là em vẫn giữ được nghề, thật sự là vẫn giữ được nghề, và em làm việc ở nhạc viện, ở ngoài khoa piano thì là còn khoa thanh nhạc, thì tất cả các học sinh, các bài vở này kia là em đều nắm hết tất cả. Thành thử là em thấy em may mắn hơn mọi người là em vẫn giữ được nghề. Và một cái may mắn nữa là em được cộng tác với salon âm nhạc ở đây cả thứ bảy, là em đã được tiếp tục giữ nghề, và em có cái sân chơi để em mời các em, thực sự là bây giờ cũng là các thạc sĩ và các cô giáo, thầy cô giáo trẻ, lớp trẻ, họ thật sự là để có một cái sân khấu để mà trình diễn về âm nhạc cổ điển, họ theo học mười mấy năm trời rất là hiếm. Chỉ có những chương trình của nhà hát lớn, nhà hát giao hưởng lâu lâu thì có 1-2 chương trình thôi, chứ để thường xuyên diễn ra như vậy là rất là hiếm. Thì nhiều khi có những em là tốt nghiệp ra rồi nhà hát giao hưởng mà không được làm solist đứng hát như ở đây, và chỉ là hát bè thôi, một bè rất lớn, mà nhiều khi em thấy em rất là tội nghiệp, tại vì nhiều khi những show của những người mình biết là không học hành, như là Hồ Ngọc Hà chẳng hạn, thì tất cả các sinh viên, thậm chí là cả thạc sĩ mời ở đằng sau cả 20 em nhìn mặt em đếm mặt được hết, có thầy cô giáo chỉ làm hát bè cho như vậy, thì mình thấy đau lòng quá, học bao nhiêu năm trời mà đi ra hát bè như vậy đó. Trời ơi, thành thử là khi mà có cái sân chơi này, thực sự là em nói là nếu mà nói là để kinh doanh chạy xô là hoàn toàn không có, tức là tất cả là sự đam mê và tấm lòng, tại vì để lên một cái chương trình hàng tuần như vậy rất là khó. Tại vì là ngoài, tại vì chương trình ở đây em bảo đảm là mỗi lần anh thuộc với là yêu cầu là theo chủ đề gì thì chúng em
Em là cũng là nói chung là một con người chứ không phải là thần thánh gì, em không thể nào biết hết toàn bộ các tác phẩm được. Thì những cái bài đó là em phải nghe, em phải tập. Và em cũng may mắn là em có thêm cái năng khiếu về nhạc mô đẹp á, nhạc nhẹ. Thành thử là những cái bài Việt Nam là hoàn toàn không có cái phần mà đẹp như bài cổ điển classic. Tức là họ chỉ có một cái giai điệu thôi. Và tự em phải nghe, tự em phải cảm nhận, tự em phải đệm ra. Thì cái đó nó cũng là thuộc là trong cái máu của mình. Thành thử mình làm việc mình cảm thấy khúc là dễ dàng và thoải mái và rất là đam mê. Thành thử là với em chương trình hàng tuần nó không phải là cái gánh nặng mà nó là cái đam mê của em. Còn người nào nếu mà không thuận lợi thì sẽ là cái gánh nặng, tại vì rất là lo. Tại vì lo không những bài Việt Nam, lo tới bài cổ điển mà luôn luôn mình phải tập. Mình giới hạn trong một khoảng bài nào thôi chứ không thể nào mình bao la. Tại vì các em, mỗi em thuận một số bài là chương trình lúc nào em cũng phải tập hết, là tập bài như thế nào rất là kỹ để cho được cái chương trình nó hoàn thiện, gửi đến quý vị khán giả hôm để nghe được. Hôm nào mà em thấy khán giả mà rất là hài lòng mà sau đó lên khen ngợi hay anh Thụ khen ngợi, thì thật sự hôm đó em về em rất là vui và ngủ rất ngon. Đó là những cái chia sẻ của em khi em đóng góp của Cà Phê Thứ Bảy. Và em sẽ cố gắng theo đầu năm mới thì em sẽ tiếp tục và em có anh Thụ cũng cùng biên tập những cái chương trình mình thay đổi đổi mới hơn, nhưng vẫn giữ rất là đúng cái nguyên gốc của nó là salon âm nhạc, tính phòng, và tính phòng là cái quan trọng, là em phải vẫn giữ và vẫn bảo đảm như vậy. Hôm nay thì đầu năm thì chắc em gửi tới quý khán giả một mà thường thường mọi người hay nghe em đệm cho ca sĩ này, ca sĩ kia hát, nhưng mà ít khi em tập tốt piano, tại vì em nhường phần đó cho rất nhiều nghệ sĩ khác nó biểu diễn cái phần cái nhạc. Thì hôm nay em sẽ tập tốt piano, thì em muốn một cái âm thanh lãng mạn của nhạc sĩ Gideon Salok là cái bài Lơ Lắc Được Cơm. Thì chúng ta sẽ nghe những cái âm thanh nó như là những cái tiếng đàn réo rắc của cái hồ tên là Cơm Pháp á. Em muốn giới thiệu sơ về tác phẩm này, xin mời quý vị cùng là thưởng thức. Thank you.
Có lẽ là được nhận được xin tặng tặng quà. Tôi rất là vui trong cái tổ chức này, đúng không? Đầu tiên là có lẽ là năm mới chúc khỏe mạnh và đóng góp nhiều cho Sa Đoàn Nhân Cả Vị Chùa. Năm mới chúc anh có thêm nhiều sức khỏe. Năm mới dân túy và dân tộc cực đoan đang trỗi dậy mạnh mẽ ở rất nhiều nơi, mà tôi nghĩ hình như ở trong xã hội ta hiện giờ chưa đề cập đến vấn đề cái bài toán đó. Tôi nhận được một cái bài viết của một người bạn Mỹ là ông tiến sĩ Mark Ashworth. Ông ở Việt Nam cả 20 năm nay rồi. Ông có một cái công ty về dịch vụ giáo dục. Và ông gửi cho tôi một cái bài ông đã đăng ở trên một cái tạp chí là trên mạng á, bằng tiếng Anh. Là ông phân tích là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc hàm ý cực đoan á, nó khác nhau như thế nào. Là tiếng Anh là patriotism và nationalism. Cho nên thú thật khi mình thấy những cái hiện tượng dân túy và dân tộc cực đoan ở một số nơi trên thế giới, tôi nghĩ chúng ta có lẽ cũng nên chịu nhìn mình và Trung Quốc, mình và U23. Tại trong cái U23 thì mình hiểu nó, mình diễn giải nó như thế nào. Nó là chủ nghĩa yêu nước hay là nó hơi bắt đầu chạm qua là chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Thì nó là một cái ý trung tâm của cái bài của ông Mark Asher, là ông cho là chủ nghĩa yêu nước là đúng, nhưng là cái lời của nó là gì? Là chỉ là yêu nước mình thế thôi, chứ không khẳng định là mình hơn ai. Còn chủ nghĩa dân tộc cực đoan là dứt khoát là dân tộc mình, văn hóa của mình, bản sắc văn hóa của mình là hơn, nói một cách công khai ra hoặc là ngầm trong mọi cái biểu hiện là mình hơn thiên hạ, mình hơn người khác. Thế thì chúng ta thấy có lẽ Trung Quốc thì chắc chắn là chủ nghĩa dân tộc rồi. Và những cái như thế tôi nghĩ là Việt Nam mình là ở một cái thế, tôi cho là ngay ở cái ranh giới. Nghĩa là cái chủ nghĩa yêu nước thì khỏi phải nói rồi, nhưng mà mình đứng ở chân là một bên là chủ nghĩa yêu nước, và rất dễ lúc nào đó chưa kịp để ý là mình bị ngã sang là chủ nghĩa dân tộc. Thì tôi nghĩ cái này á, tôi cũng thể đi vào đâu cả. Nhưng mà ở một cái chỗ như ở đây á, thì là một cái không gian được sau đi nữa là trao đổi tương đối tự do ấy, thì tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề có thể là nên mổ xẻ. Và tôi hy vọng rằng không chỉ những người đứng tuổi quan tâm, mà đặc biệt là nghe tiếng nói của thanh niên. Đây là cuốn sách mới thì đó là cái của bác Đỗ Hồng Ngọc, nhà thờ Đỗ Nghề. Thứ nhất, cái thứ hai là cảm ơn bác đã dành thời gian chuyển đến Trung Quốc. Thì tôi đi khá nhiều hội thảo quốc tế đây đó, và gần đây nhất tôi mới ở Thượng Hải về đến cái trường đại học Tôn Chi, là không phải là top 1-2 nhưng mà trong cái top đầu của Trung Quốc. Thì ở đó lại cũng nghe họ quảng bá về cái dự án một con đường, một vành đai.
làm một cách rất bài bản, rất hệ thống. Mà tôi nghe là hình như cũng có đâu đó ở một vài cơ quan nghiên cứu của Việt Nam cũng có nghiên cứu, không biết chính phủ có để kịp để ý chưa, tôi cũng rõ. Bây giờ ngồi ở Sài Gòn thì cũng sát những cái chính phủ làm những gì, nhưng mà trong cái giới mà nghiên cứu Trung Quốc thì tôi nghĩ là nên chú ý đến cái kế hoạch ghê gớm đó, gọi là khổng lồ đó. Mà câu hỏi đặt ra về Việt Nam là gì? Ta chẳng đi là dứt khoát ta phải ở trong, tiếng Anh gọi là under the tent, phải vào trong nhà thì mình biết người ta đang sao nấu cái gì chứ không. Mình không thích mình đứng ngoài cửa để mình chắn á, trong lúc đó người ta vẫn sao nấu, mà họ sao nấu với ai rồi để làm gì, ảnh hưởng đến ta như thế nào, có khi mình không kịp biết, đến lúc biết thì lại hơi muộn. Nên cái suy nghĩ thứ hai của tôi là thử xem coi ở trong cái giới trí thức chuyên môn ở thành phố có ai có nghiên cứu sâu về vấn đề này không. Tôi thấy đây là một cái đề tài nên quan tâm. Có một đơn vị ở cái nước Trung Âu nào tôi quên đã thành lập một cái viện Obor, cái tên cái tắt của nó là Obor, một con đường, một vành đai. Thế thì chúng ta không thể quá chậm trễ. Cái thứ ba là tháng 3 này nhiều kỷ niệm liên quan đến cuộc chiến trước kia, thì trong đó có 50 năm Mỹ Lai. Thì ở bên Mỹ á, có một cái chị tên là Connie Field, là một đạo diễn phim thời sự và phim tư liệu. Thì chị đã làm một cái phim tư liệu mang tên là Người Thổi Sói ở Mỹ Lai, của Mỹ Lai. Thì đó là câu chuyện về hình thành một cái opera lấy nguồn cảm hứng từ cái cảm xúc là mạnh liệt từ Mỹ Lai, từ cái thảm sát và cái là thảm kịch Mỹ Lai. Thì chị Connie Field sẽ sang đây tháng 3, chị sẽ chiếu cái phim của chị ở Seoul Academy vào tối 19. Thì xin mời các bạn ở đây là vì cái đó là vào tự do, thì các bạn theo dõi trên website của Seoul Academy và nên đến để còn giao lưu với chị nữa đó. Thì tôi nghĩ cũng loại trừ là nếu có thì giờ thì chị có thể đến, vì cái chị đó là chị được đề cử là những cái giải khác nhau khá có tiếng. Thì tôi nghĩ cà phê thứ bảy phải chăng cũng nên có một cái sinh hoạt nho nhỏ với chị Connie, một cái đối thoại đó, trên cơ sở là đã xem cái phim của mà đó là chị chưa như vậy là sẽ chiếu trên ở Việt Nam, chị sẽ chiếu trên VTV 4 và 1 và vào Nam thì chúng ta tổ chức chiếu công khai ở Seoul Academy. Thì cái đó cũng xin nêu trong cái hướng trong năm nay của cà phê thứ bảy. Một cái điểm nữa cũng xin là lưu ý các anh chị và bạn bè trong cà phê thứ bảy là truy viên văn hóa của lãnh sự quán Pháp mới viết cho tôi nói là có ý định mời Emmanuel Todd. Emmanuel Todd là một nhà trí thức và một nhà báo đã từng là tổng biên tập của cái tạp chí cánh tả tên là Nouvel Observateur. Thì ông năm ngoái, năm 2017, ông mới ra cái cuốn sách là Phác Thảo về lịch sử loài người, là một cái, thì tôi cũng chưa kịp đọc vì ông không giới thiệu như vậy. Thì tôi nghĩ là họ dự kiến mời vào tháng 10, thì trong cái chuyện này cũng sẽ theo dõi và báo cho cà phê thứ bảy. Như vậy có thể đến giờ khi mà đại sứ quán Pháp mời, và nếu mà có điều kiện làm hẹp hơn ở đây á, nếu ông
ông đó chiều á, thì chúng ta lại tổ chức một cuộc ở đây, và cái đề tài cuốn sách của ông rõ ràng thì chắc là thú vị. Thì đó là một số những cái tôi xin gọi là chia sẻ để mà cà phê thứ bảy của chúng ta trong năm 2018 chúng ta cùng quan tâm. Xin mời các bạn. Đầu xuân hơi mùa màng, nhưng mà cũng xin chúc tất cả các anh chị và các bạn sức khỏe và tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Và như vậy là anh Trọng thì nhắc đến chữ khiêm, và có một cái rất hay là anh qua cái sinh hoạt cà phê thứ bảy, anh đã nhìn thấy trong cái giới trẻ cái số ít đấy, cái mà chúng ta anh đây là một cái mà tôi nghĩ là cũng rất hay, tức là anh đã nhìn thấy những cái trong giới trẻ cái số ít đấy, mà số ít rất là quan trọng, mà họ đã có những cái mà trước anh nghĩ là không thể có được. Và đấy là cái niềm hy vọng, và chúng ta nghĩ cuộc sống nó sẽ tốt lên, còn tốt mức nào là tùy thuộc nhiều thứ lắm. Thế là đến chị Ninh thì nhắc đến cái chủ đề tôi nghĩ cũng rất quan trọng. Chị hay nói tôi đến những chuyện hòa bình, một cái thế giới bất an đấy mà. Và IS rồi các cái Hồi giáo, thế rồi phiến quân vân vân, như từ Philippines này về Trung Đông, Syria vân vân, cái thảm họa nó diễn ra một nước ta thì nó chưa có. Nhưng mà nó có những cái yếu tố mà tôi thấy chị quan tâm rất đúng. Ví dụ Việt Nam ba là chủ nghĩa yêu nước hay là chủ nghĩa dân tộc, chúng ta phải nhìn đấy. Chúng ta về một dân tộc mà không có biết gì về bóng đá cả, phải nói những người đi đâu có biết về bóng đá, tại sao họ có thể cuốn cờ ra đường đông như thế, và cái đó có thể có những hệ lụy chúng ta không lường trước được. Thì chúng ta chưa hiểu rõ cái này, và dẫn đến cái chuyện là thì những thế giới chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân trí, đặc biệt là Trung Quốc ấy. Thì đấy là cái đề tài tôi nghĩ nếu mà chị Ninh mà làm được cà phê thứ bảy về vấn đề này thì rất hay, và tôi cũng sẵn sàng là chuẩn bị để mà chỉ có cái mình làm thì mình sẽ phải rút kinh nghiệm thông tin trước nhiều mà trên trang mạng của cà phê thứ bảy để mọi người chờ đợi và để làm. Thế còn riêng hai cái mà chị gợi ý, một cái về phim và một cái về cuốn sách loài người, thì lúc gần kề thì chị xin báo tôi biết, tôi liên hệ, bởi vì việc mình liên hệ với sĩ quan Pháp cũng bình thường thôi. Trước cô Lina Lê sang ấy, thì cũng mời về cà phê thứ bảy nói chuyện. Cà phê thứ bảy là nhà văn rất nổi tiếng của Pháp, là người Việt. Để bây giờ thì tôi xin mời chị Vũ Thiên Phương, một nhà giáo dục, một người rất là tha thiết với cái sự nghiệp giáo dục và rất nhiều sáng tạo trong cái tình hình mới. Xin chị Thiên Phương chia sẻ với chúng ta. Tôi xin phép mà cái hàng chủ gọi cho tôi nói với số đồng, tôi cũng nói chậm để người ta sau lưng mình được khó quá. Dạ. Thưa các anh chị, đối với tôi thì cà phê thứ bảy đã là một người bạn đồng hành trong một thời gian rất dài. Tôi đến với cà phê thứ bảy lúc đầu không phải là ở cái vị trí người tổ chức hay người gì cả, mà như một thính giả bình thường. Và tôi đến với rất nhiều kỳ vọng. Tôi đến với cà phê thứ bảy khi mà tôi không phải đã nghỉ hưu mà còn đương chức, còn làm việc. Và cái cuộc sống làm việc của tôi thì nó vừa bận rộn, nó vừa hào hứng, nhưng mà nó cũng không có ít sóng gió. Thì cà phê thứ bảy đối với tôi luôn luôn là một người bạn đồng hành. Tức là khi mà trường Đại học Hoa Sen còn hoạt động thì ở chỗ đó, còn hoạt động không bị lợi dụng hết, thì ở chỗ đó nó có những cái diễn đàn học thuật, ở chỗ đó nó có những cái khoảng trời tự do nhỏ bé nhưng mà dám khẳng định mình, để cho người ta có được cơ hội nghe và trao đổi về những cái điều mà người ta hình như là khó được trao đổi ở chỗ khác. Thì đối với tôi cà phê thứ bảy là một bạn đồng hành theo nghĩa đó. Tôi đến cà phê thứ bảy tò mò muốn biết những cái điều mà cà phê thứ bảy tổ chức đã chia sẻ, tức là những cái đề tài hấp dẫn tôi, những cái phim được chiếu ở đây hấp dẫn tôi. Tôi đến đơn thuần vì nó hấp dẫn, và tôi đến cảm nhận
là có rất nhiều giá trị chia sẻ giữa những điều chúng tôi làm trước đây ở trường Đại học Hoa Sen và Cà Phê Thứ Bảy, những điều mà anh Trọng gọi là nhân bản, hay là chị Linh chia sẻ như là những cái trăn trở về những vấn đề chung của số đông, của nhiều người. Có một lần, có thể anh Dương Thủ không biết, nhưng mà tôi hơi bị sốc một chút khi mà cũng tại Cà Phê Thứ Bảy, tôi được nghe một cái vị học thuật cũng nổi tiếng, tôi xin thôi không nói tên làm gì, một người trẻ, thường thì diễn giả Cà Phê Thứ Bảy thường là lớn tuổi, lần đó là một diễn giả trẻ, một diễn giả cũng có danh giá lắm, đến từ trường Ivy League rồi này nọ vân vân. Thì may quá là bữa đó tôi đi cùng với một bạn trẻ là sinh viên năm thứ hai một trường đại học Mỹ. Thì cái vị diễn giả đó nói nhiều điều, nói rất hùng hồn và rất thuyết phục, theo nghĩa nào đó là rất thuyết phục. Nhưng mà cái chứng minh của vị đó đó là ở đời này con người ta sinh ra ở đời thì rốt cuộc cuối cùng mà nói, at the end of the day, thì là chỉ là vì tư lợi của mình mà hành động mà thôi. Ai mà không có hiểu được điều đó thì hoặc là người đó quá ngây thơ, nếu không muốn nói là hơi ngu ngu một chút, hoặc là người đó tự lừa dối mình và lừa dối thiên hạ. Tôi nghe cái đó tôi sửng sốt, mà nhất là nghe trong khuôn viên của Cà Phê Thứ Bảy, tại nó khác lắm. Nhưng mà may quá là cái bạn trẻ sinh viên năm thứ hai ngồi kế bên tôi đó cũng là một học sinh bình thường của Sài Gòn, một học sinh bình thường không có xuất sắc gì cả, rồi đi Mỹ học, rồi bạn ấy học bình thường năm thứ hai thôi, một cái ngành học cũng bình thường. Thì bạn ấy đột ngột nhận xét á, là mấy cái thí dụ mà cái ông này ông đưa ra đó là nó không có căn cứ khoa học gì hết trơn à. Nó là những cái người ta để nhẫn nhơ ở trên internet, ai muốn lượm mà không được. Rồi cái ông đi tới kết luận vậy, con không có được thuyết phục. Tôi nghe tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng quá. Vì đó là cái công chúng của Cà Phê Thứ Bảy đã tỏ ra là tỉnh táo, không có bị choáng bởi những cái gì đó chức danh gì ghê gớm của cái ông đó để mà giữ được một sự nhận xét như vậy. Và bạn đó chỉ là một sinh viên năm thứ hai. Thì đó, những cái ấn tượng của tôi về Cà Phê Thứ Bảy là như vậy. Thì tiếp theo thì tôi muốn chia sẻ một cái cảm nhận của tôi ở một cái không gian văn hóa khác, nó rất là khác ở đây nhưng mà nó có cái gì đó chung. Sau khi tôi rời khỏi trường Đại học Hoa Sen thì chúng tôi có thành lập một cái doanh nghiệp xã hội gọi là Nest Education để làm giáo dục. Thì trong khi còn loay hoay chưa biết là mình làm giáo dục kiểu gì để nuôi sống anh em, thì vì tôi thì lớn tuổi rồi, không cần làm gì nữa thì cũng có thể sống mà không cần phải đi kiếm cơm áo gì một cách ghê gớm. Vì nhu cầu tôi cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà các bạn khác họ đang là chủ gia đình, họ đang là này nọ, thì làm gì để nuôi sống anh em thì cũng chưa có nghĩ ra được. Nhưng mà khi mình chưa nghĩ ra được thì mình nghĩ chuyện khác. Thì chúng tôi có nghĩ ra một cái hoạt động thiện nguyện, một hoạt động hoàn toàn là vì cộng đồng, là cái cùng giáo viên thay đổi. Thì đó là một cái hoạt động mà chúng tôi đề xướng. Thì trong khuôn khổ của cái cùng giáo viên thay đổi đó thì tôi được đi nhiều nơi. Vì mục đích của cùng giáo viên thay đổi là đến với các trường phổ thông từ cấp 1 đến cấp 3 trong cả nước. Cho nên là vì sự tích cực của các bạn tình nguyện viên ở Hà Nội mà tôi đã được đi Hà Nội và nhiều trường phía Bắc. Thì trong dịp Tết vừa qua tôi có đến một cái chùa, do các bạn ấy giới thiệu thôi, do các bạn giới thiệu thì tôi đến một cái chùa ở một cái xã gọi là xã Tiên Hậu hay gì đó, tôi thực sự cũng không nhớ nổi tên cái xã gì, cái thôn cái tên lạ lắm, tôi nhớ không nổi. Nhưng mà ở một cái thôn, cái chùa đó thuộc về chùa, nói theo kiểu nào đó là cấp thôn chứ không phải cấp xã nữa, nó nhỏ lắm rồi. Nhưng tôi đến đó thì cái ấn tượng đầu tiên của tôi là hơi bị thất vọng, vì tôi không thấy tre, tôi không thấy cây, tôi không thấy một chút mảng xanh nào hết. Tất nhiên nó có một cái hồ, cái sông gì đó, nhưng mà nói chung là nhà không à, nhà bê tông không à, như là mình đến một cái vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Thì mà đó là thôn, là xã, thì tôi hơi bị thất vọng một chút. Nhưng mà sau đó tôi vào cái chùa, thì ở cái chùa đó gọi là chùa Thiên Phúc, thì sư cô trụ trì cái chùa đó mới khoảng hơn 40 tuổi,
Nhưng mà khi tôi nghe sư cô kể, sư cô đã làm cái gì để có cái chùa khang trang mà chúng tôi ngồi trong đó đó, thì tôi rất là kính phục. Tức là sư cô là người quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi đi học đạo ở Đà Lạt, rồi được đưa về làm ở một cái chùa, rồi đưa về hoạt động Phật giáo ở một cái chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, đâu trên quận 9 á. Rồi chùa mới phân công sư cô là đi học mầm non để mà làm hiệu trưởng của một cái trường mầm non trực thuộc nhà chùa, trường tình thương á, kiểu vậy đó. Rồi sau đó vì lý do gì không biết, cái trường đó nó trở thành là không còn là trường tình thương nữa. Cho nên là sư cô lại đi ra cuốc ở ngoài một cái thôn xã xa xôi của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để mà trụ trì một cái chùa lúc đó là đổ nát hoang tàn. Rồi sau 9 năm ở một cái nơi hoàn toàn là xa lạ với quê hương bản quán của mình vậy đó, một thân một mình, thì sư cô làm gì không biết, làm sao không biết, mà nó có một cái chùa khang trang như là chúng tôi đã thấy, mà khung cảnh ở trong xã trong thôn nó cũng phong quang sạch sẽ hơn là trước đây, theo như nhiều người dân trong làng người ta kể lại. Và đặc biệt đó là sư cô đã biến cái chùa Thiên Phúc của mình thành một cái trung tâm văn hóa, đúng nghĩa là một trung tâm văn hóa, tức là ở đó có một cái thư viện có 5.000 cuốn sách, cho mượn sách hàng tuần vào những cái giờ ngày cố định khi mà có tình nguyện viên. Nó nhiều lắm, tôi có thể xác của bà xã cũng kinh phục, vì không có một cái nguồn ngân sách hay một cái gì hết đó. Thì và chính ở cái sân đằng trước cái chùa đó đó, chúng tôi đã có một cái buổi nói chuyện, mà thực ra là cái buổi nói chuyện nó không phải do chúng tôi bày ra mà do nhà chùa bày ra, với một cái chủ đề là khơi nguồn tri thức, mở lối yêu thương. Thì họ nói là họ muốn tổ chức một cái sinh hoạt như vậy đó, nhưng mà họ chưa có diễn giả cho họ gặp tôi, mừng họ túm luôn. Thành ra đó là chúng tôi đã sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ ở đó, y như là mình ngồi trong cái cà phê thứ bảy này vậy đó. Tức là nó ở ngoài trời, nó loa mắt tùm lum, rồi con nít mà có nhiều bà cụ tóc bạc trắng hết, rồi ông cụ, rồi có nhiều thanh niên, có nhiều chị phụ nữ còn bé con. Rồi nói chung là một cái khán giả rất là hỗn độn, nhiều lứa tuổi, nhưng mà nó im phăng phắc suốt 2 tiếng đồng hồ trao đổi. Và tôi kiên quyết đó là tôi chỉ nói nửa tiếng, tôi trao đổi nửa tiếng, rồi tôi lại nói nửa tiếng, trao đổi nửa tiếng, mà nó rất là nghiêm túc, rất là hết lòng và lặng lẽ, im phăng phắc, rất là tập trung. Thì tôi thực sự kính phục. Cho nên đối với cà phê thứ bảy á, thì lời chúc đầu năm của tôi, thì tôi mong muốn là cà phê thứ bảy có thêm nhiều diễn giả nước ngoài, trong nước gì cũng được, nhưng mà nó đa dạng ở thành phần diễn giả hơn. Hiện nay thì cái tiến bộ, cái thành công của chúng ta là nó đã thay đổi được cái tuổi đời của thành phần thính giả, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta trẻ hóa được luôn diễn giả, nhưng mà đồng thời là nó vẫn giữ những cái giá trị mà chúng ta theo đuổi từ bấy đến nay, thì đó là cái lời chúc thứ nhất của tôi. Lời chúc thứ hai là nếu như tôi được biết là có cà phê thứ bảy Hà Nội, tôi cũng có dự một vài lần, do ngẫu nhiên may mắn ra đó thì đều có dự. Thì nếu cà phê thứ bảy làm được cái chuyện là diễn giả của mình trao đổi đi lại giữa các vùng miền, thì nó sẽ phong phú hơn. Ý cuối cùng tôi chúc cho cà phê thứ bảy là chúng ta là thành phần của một mạng lưới cà phê và diễn đàn học thuật đa dạng hơn, có thể nó khác chúng ta nhưng mà nó đeo đuổi những giá trị như là chúng ta. Tại vì ngoài cái giá trị nhân bản thì đối với tôi cà phê thứ bảy vẫn là một cái diễn đàn rất là dấn thân và có trách nhiệm. Và đó là lời chúc đầu năm của tôi, xin cảm ơn. Trong số những người đến thì tôi nghĩ có một người mà tôi rất là muốn được nghe, đó là anh Phan Thanh Dưỡng. Vì anh Phan Thanh Dưỡng cũng đã đến cà phê thứ bảy mấy lần, nhưng do anh đổi cái mèo cho nên là thư mời là toàn bị trả lại. Bây giờ tôi mới mò ra được đúng cái mèo của anh. Tôi xin tên là anh Dưỡng câu hỏi này. Dạ vâng.
Kính thưa tất cả các anh chị, kính thưa anh Thụ, anh Trọng, anh Sơn. Thật ra thì những ngày đầu thì tôi có đến để tham gia cà phê thứ bảy, nhưng cũng rất là xin lỗi anh Thụ vì sáng thứ bảy thì chúng tôi cũng có một nhóm. Đương nhiên cái nhóm của chúng tôi thì nó thảo dân hơn, nhưng mà tôi cũng không bỏ được vì tôi cũng là một trong ngọn cỏ ở trong cái thảo dân đó. Cho nên là nói chung là tôi có lần nói nếu phải chi cà phê thứ bảy có buổi chiều thì tốt quá, vì tôi còn có cơ hội. Còn nó trùng vào ngày thứ bảy buổi sáng thì tôi khó mà bỏ anh em. Thật ra thì tôi nghỉ hưu đã 13 năm. Thì mỗi lần tôi đến thì những người bạn già như anh Nhân, bác sĩ Ngọc, kể cả chị Trân Phượng, chị coi như là toàn là người quen, họ nói như thế. Nhưng có điều là tôi nói rất thành thật, với cái chất lượng của cà phê thứ bảy này mà tôi nhìn thấy là thính giả trẻ tuổi như thế, tôi cảm thấy rằng một cái điều mà một niềm tin cho tương lai hơn. Vì thật sự với cái tuổi trẻ này mà chịu ngồi ở đây để nghe những điều như thế đó, nghe chịu nghe thôi đó, tôi đã nhìn ra chất lượng của anh em nó thật như thế. Cho nên tôi rất vừa là xin lỗi anh em tổ chức nhóm thứ bảy là tôi không đến thường xuyên, nhưng mà vừa cũng cảm ơn nhóm thứ bảy là tổ chức cái cuộc nói chuyện như thế này và cũng đặt niềm tin vào các bạn trẻ và ngồi ở đây để nghe những cái việc này. Nếu tôi nói không lầm, trong khi các bạn ngồi đây để nghe những điều tâm huyết của những anh em mà người lớn tuổi nói lại, cũng như những người trẻ ước mơ cái gì, so với hàng ngàn ngàn người những buổi nay chạy rong ngoài đường cùng nhau tổ chức những cái cuộc vui chơi cho kịp thời đại, đó là hai cái rất khác nhau. Và nó thật như thế, cho nên tôi cũng có thể nói như thế này là trong những ngày Tết tôi nghĩ rằng chúng ta ngồi đây chỉ nói đánh dấu một điều, đó là dầu rằng xã hội chúng ta có như thế nào đi nữa thì cũng có cái giới tinh anh của tất cả những hạng tuổi vẫn lo lắng cho tương lai đất nước, cũng lo lắng cho bản thân mình. Đó là cái điều mà một dân tộc, một đất nước trường tồn từ cái niềm tin này. Cho nên trong cái thuyết âm dương, trong cái âm tận cùng của nó thì cái dương không mất đâu, nó chỉ cô động lại với một chất lượng rất cao, rồi đến một cái thời nào đó nó bung ra trở lại. Tôi tin vào cái thuyết này. Chắc anh Bùi Văn Nam Sơn là người mà có thể là nói cho chúng ta biết là cái điều mà trường tồn do cái cô đậm này sẽ bùng ra trong tương lai. Xin hát. Thay đổi giáo viên và cái chủ đề mà cái vấn đề mà cô phụ theo đuổi chính là cái điều mà tôi đang mong muốn và đang khao khát. Thì tôi rất muốn chúng ta quan tâm đến giáo dục nhiều hơn nữa, bởi vì nếu như chỉ
Nhưng nói là triết học là nền tảng, là cái điều cần thiết và quan trọng để mà nâng cao cái tầm trí thức, thì giáo dục là nền tảng. Bởi vì giáo dục nó sẽ giúp cho thay đổi con người, thay đổi nhận thức. Một điều mà tôi rất muốn làm trong thời gian qua không thể làm được các trường thông cũng như là các trường đại học. Bởi vì những cái ý kiến của mình đưa ra, những cái điều mình mong muốn, những vấn đề mình muốn làm, nó tin lại với quy trình. Đó, cho nên là mình hay bị gạt ra. Và nhiều thậm chí người ta còn cho mình là không bình thường. Đó, những cái điều mà mình nói thì là không bình thường. Cho nên là mình đã thầm lặng lẽ mình. Thì chúng ta cũng có một cái, làm một cái cộng đồng, một cái nhóm để cho mình cùng phát triển. Thế là mình cứ tự mình trăn trở. Thế thì cái điều rất là mừng hôm nay là tôi đón tất cả mọi người hỏi về đồng cái thần nhiên, cũng như là có một cái cơ hội để cho mình tiếp cận nhiều hơn, rộng hơn. Để địa điểm các thứ để chị hoạt động, cái kết nối rất là quan trọng. Cái kết nối có tính chất gọi là cái giới ấy. Chúng ta người tinh hoa có thì không có giới tinh hoa, bởi vì không kết nối nhau nên không có sức mạnh. Cái kết nối, cái sức mạnh không phải để làm cả, để mà chia sẻ, để mà thúc đẩy, mà mỗi người đều là năng lượng được giải phóng thì tự nhiên xã hội nó khác đi, thì cũng không có phải có một cái mơ ước làm cái gì ghê gớm cả. Cho nên là chị nên để lại cái gì và dung. Trước khi Dung nói, xin giới thiệu là Đoàn Dung là nhà báo, nhưng là một người tôi rất là cảm ơn Dung, bởi vì là một người hỗ trợ Cà Phê Thứ Bảy rất nhiều. Là những cái buổi cà phê và tổ chức ấy, thường là có ví dụ anh vẫn đến anh quay phim như vậy, thì Dung là cái người mà chia sẻ với tôi, tức là cái gánh vác về một truyền thân cùng với chị Phạm Thị Thu Thủy, tức là livestream là rất là nhiều buổi và dành rất nhiều thời gian để làm công tác truyền thân Cà Phê Thứ Bảy, và Dung rất là trẻ. Dạ, con phải cảm ơn Cà Phê Thứ Bảy thì đúng hơn ạ. Chắc là con tham dự nhiều chương trình Cà Phê Thứ Bảy rồi và cũng biết chú Thụ lâu rồi, nhưng mà con xin chia sẻ là cái là đầu tiên mà con tham dự Cà Phê Thứ Bảy cách đây cũng chắc gần 10 năm hay sao, lúc đó là chú tổ chức ở cái đường Nguyễn Đình Chiểu Cà Phê Thứ Bảy. Và chương trình đầu tiên là con tham dự chương trình của chú Ngọc, chú Ngọc chia sẻ về chủ đề thiền. Thì lúc đó con mới ra trường và lúc đó cái tiền thì không có, nhưng mà tại vì thích chương trình nó quá nên là con góp tiền lại á và đi xe buýt đến đó tham dự một buổi và cho mình được uống một cái ly cà phê. Và nó bắt mắt rất là mắc so với lại cái thu nhập và cái mong muốn của con lúc đó, giống như là phần thưởng cho mình vậy đó. Thì sau đó một thời gian thì vì con đi làm mà không có tiền cho nên là con bị chứng lại một thời gian, nhưng mà sau này có điều kiện cái thì luôn ưu tiên để cho đến tham dự hoạt động Cà Phê Thứ Bảy, và tất cả những đề tài từ âm nhạc, kiến trúc, văn hóa đến những cái chủ đề chú trọng hơn là thầy Bùi Văn Nam Sơn nói thì con đều tham dự. Cái nguyên nhân vì sao? Bởi vì là con sinh ra ở đúng cái huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình mà cô Phượng mới nói đấy ạ. Và vô tình thì hôm nay gặp cô Phượng thì biết cái điều đó. Và đó là một cái vùng nông thôn. Và con học tập rồi lớn lên, tất cả những cái thông tin đọc được hoặc là biết được chỉ qua sách vở hoặc là qua những cái gì mà các thầy cô truyền thụ. Thì khi mà con đi làm về báo chí á, thì con biết một bài báo và con không hiểu sao này mọi người lại cho công an truy lùng con chỉ phản ánh sự thật thôi. Và con chỉ phản ánh sự thật mà không hiểu sao họ không cho đăng hoặc là họ lại cản trở mình như vậy. Và lúc đó thì con rất là sốc và rất là bức xúc. Và
cái tuổi trẻ khi mà bức xúc rồi thì nó sẽ tiêu cực, nhưng mà sau đó thì ví dụ gặp những cái người trường hợp như cô Phượng chẳng hạn, những cái tâm hương như vậy không cho mình làm cái này, thì nếu mình có tâm huyết thực sự mình sẽ có cách để mình làm cái kia, không phải gì bức xúc hết. Thì đó là một trong, hoặc là lúc ấy phải đi tìm sự thật thì mình sẽ có cái nguồn thông tin ở đâu đáng tin cậy để mà mình có thể giúp cho mình nhìn nhận cái cuộc sống xung quanh của mình nó chân thực hơn. Thì có nghĩa là cả thứ bảy là một trong những cái nơi mà mình có thể tìm được những cái thông tin đó, mặc dù là mình phải soi chiếu lại hoặc là mình tìm hiểu lại. Hoặc là đến cả thứ bảy thì con sẽ thay đổi về cái việc mà mình nghe nhạc, từ nghe nhạc đến cái việc mà mình tìm những cái đầu sách mình đọc, ví dụ như là các cô chú nói về triết học chẳng hạn, cuốn sách này cuốn sách kia, thay vì là mình đi đọc tiểu thuyết ngôn tình chẳng hạn, thì mình sẽ ưu tiên mình sẽ tìm cái cuốn sách của các diễn giả nói chuyện, hoặc là thay vì nghe nhạc thất tình hoặc là bolero nhiều quá thì mình sẽ đi tìm nhạc cổ điển mình nghe. Đó là những cái mà mình chuyển hướng này, đó là những cái mà con thu nhận được. Và kể cả cái việc mà con đến đây con hỗ trợ live stream thì nó đó là cái niềm yêu thích của con, chứ không phải là một cái gì, và con cảm thấy là rất là vui khi mà làm cái việc đó, chứ không phải là một cái gì mà trách nhiệm hoặc là quá cao thấp gì ạ. Thực sự là con tìm thấy cái niềm vui ở đó, và con cũng rất là xúc động khi mà những cái chương trình ở đây, ví dụ như là buổi tối thứ bảy về âm nhạc chẳng hạn, thì có những hôm khán giả rất là ít, có những hôm khán giả rất là đông, nhưng mà những nghệ sĩ hoặc là cô Thu Hương thì vẫn rất là nhiệt tình biểu diễn và vẫn duy trì được những hoạt động đó, không có quá quan trọng là cái số lượng khán giả chẳng hạn, vẫn phục vụ hết mình như vậy. Thì đó là những cái khiến mà con rất là xúc động với cái chuyện đó. Con cũng gửi lời cảm ơn đầu năm tới Cà Phê Lỡ Bảy. Có bạn trẻ nào đi không ạ? Bây giờ chắc là chúng ta uống rượu được rồi. Thế là có lẽ là buổi hôm nay thì trước khi chúng ta vào cái tiệc trưa nay thì tôi xin nói qua cái hướng của Cà Phê Thứ Bảy năm 2018. Thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ cái việc là có nên chuyển sang buổi chiều hay không, bởi vì nó dính đến thói quen, và khi đụng đến thói quen rất là nguy hiểm, có thể chúng ta sẽ không làm được, nhưng cái này tôi xin suy nghĩ kỹ. Thế còn cái hướng Cà Phê Thứ Bảy năm 2018 thì bạn có nói chuyện một chiếc, mà thì thực ra đấy là một cái thế mạnh của Cà Phê Thứ Bảy. Các buổi về triết học là rất đông hơn rất nhiều buổi khác. Tôi xin giới thiệu như vậy. Và các diễn giả Cà Phê Bảy là do chúng ta mời, và các anh là những người chúng ta biết và có thể chia sẻ với các bạn về những điều mà các bạn đang mong đợi. Trên triết học là cái mảng rất là mạnh, và về cái mảng này, về cái chuyện đó, cho nên tôi có suy nghĩ là năm nay Cà Phê Thứ Bảy là này, là về chủ đề thì mình có về mặt học thuật ấy, thì triết học là một cái mảng rất là quan trọng về cái nền tảng cho các bạn tư duy và nhận thức rất là giỏi. Về mặt những mặt khác, ví dụ về âm nhạc, kiến trúc, về văn học các thứ thì nó vẫn đều, nhưng có thể chúng ta nhấn một chút về vấn đề xã hội, thì tôi nghĩ là quan tâm đến những cái vấn đề xã hội. Ví dụ tôi nghĩ rằng chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc là cái cũng nên đưa ra. Thế và vấn đề giáo dục cũng rất là quan trọng. Hiện nay là thành ra là có chị Phượng, bây giờ thì cũng mời chị Phượng làm thành viên các thầy trưởng luôn. Ngoài cái công việc thì có thể chị đóng góp thêm những cái suy nghĩ để mà mình có thể mời diễn giả hay là chủ đề như nào luôn, để tăng cường thêm về giáo dục. Thế còn các mặt khác thì nói chung là chúng ta vẫn làm. Thế thì riêng Cà Phê Thứ Bảy năm nay là tôi có phối hợp, tôi có đáng nghĩa là Cà Phê chỉ làm, nhưng vì cái này nó đụng đến một số điều mà mình không được phép. Tức là tôi tổ chức cái lớp gọi là giáo dục nền tảng, cái giấc mơ của tôi làm nhưng mà nó không thành công một số trường. Giáo dục nền tảng tức là sẽ mở những cái lớp là cảm thụ nghệ thuật, lớp triết, lớp thiền nam học. Đây là ba cái lớp rất là quan trọng về nền tảng, để cho những người, không phải cho học sinh, sinh viên, mà cho bất cứ ai quan tâm đến
để sẽ được tiếp cận với những người hàng đầu trong cái lĩnh vực đó. Nó thành lớp, và lớp thì tổ chức là có mỗi một cái khóa là có nhiều buổi, và thành cái tour riêng đấy. Và tôi đã phải kết hợp với nơi tổ chức rất là tốt, đó là cái tổ chức KUKA của cô Diệu Hương. Và Cặp Thế Tử chịu trách nhiệm về chương trình giảng viên và địa điểm. Còn cái chuyện tổ chức lớp học là được tuyên truyền rồi các thứ thì do cái nhóm KUKA họ đứng ra tổ chức để thuận lợi về. Bởi vì này thực ra những cái này là mời giảng viên các thứ vân vân thì không thể là cứ canh cứ làm chùa mãi được, cũng phải có chi phí. Nên là những lớp về đỉnh cao là học viên phải đóng tiền, mà cả phi vậy là phi lợi nhuận, không thể làm cái đó được. Nên việc là thu tiền học phí cái thứ là do các tổ chức họ tổ chức lớp, còn mình chỉ biết là mình cung cấp giảng viên và ấy thôi. Và toàn bộ ý tưởng là của các cái chuẩn. Thế thì lớp này là lớp mà chiết thì có hai chương trình. Một chương trình chiết của anh Bùi Văn Nam Sơn, nó có tính chất học thuật. Thì những người mà ham mê triết học và muốn tìm hiểu sâu hơn về triết học thì là lớp của anh Bùi Văn Nam Sơn. Lớp thứ hai của anh Nguyễn Văn Trọng là triết và đời sống, tức là từ những cái tư duy về triết mà nhìn ra cái vấn đề về con người, về xã hội vân vân. Thế thì đấy là triết thì có hai lớp. Về cảm thụ nghệ thuật thì có về cảm nhận cảm thụ nghệ thuật nói chung và cảm nhận nghệ thuật từng cái lĩnh vực một. Thì tôi làm giảng viên và anh Phan Đình Di và anh Nguyễn Quân. Thế còn Việt Nam học thì mời anh Nguyễn Ngọc, anh Nguyễn Quân. Và tôi đang đề tính có lẽ là tôi chưa bàn với những Nirasara để chắc là mời thêm Nirasara tham gia một cái Việt Nam học. Về thì đấy là ba cái rất là quan trọng để cho là tất cả những người đã làm việc cần phải biết. Thế thì lớp đang đầu tiên rút nghiệm là lớp triết học cho tổ chức trước. Thì bây giờ bên nhóm KUKA họ đã tôi đã phối hợp và đang chuẩn bị chương trình. Thế thì lớp triết học là lớp của anh Sơn là lớp đầu tiên để chúng ta rút nghiệm và là tổ chức tại Cà Phê Thứ Bảy hoặc là bên này hoặc bên Cà Phê Thứ Trẻ đều có địa điểm cả. Thế thì tùy, ví dụ tôi nghĩ là để cho kinh doanh bên kia nó tốt thì tôi đưa sang đấy, mà hoặc là bên này nếu mà doanh thu còn thấp thì đưa sang đây, vì là học viên đến cũng cà phê nữa. Thế đấy là cái dự định của tôi. Thế và cái việc mà Cà Phê Thứ Bảy đến năm 2014 có làm việc, tức là đưa Sa Đông Văn Hóa ra Hà Nội, tức là đưa rời khỏi chỉ đưa Sa Đông Văn Hóa thôi và ở làm một bất cứ quán cà phê nào, thì tôi đã đưa Sa Đông Văn Hóa ra Cà Phê Thứ Bảy ra Hà Nội một năm, làm ở quán cà phê của các anh chị ở A Xui ở Đường Thành. Và tôi chỉ yêu cầu là vì hợp tác với Trung Nguyên cho nên là các bạn phải mua cà phê của Trung Nguyên. Thế tôi trao đổi Ngũ nhất trí và tôi đã mời Ngũ làm diễn giả trong một buổi ở cái quán cà phê 10 An Phúc Hảo, rất là thú vị. Thế còn việc tổ chức một quán cà phê thứ bảy nghiêm chỉnh là nó phải dính đến kinh doanh rất là nhiều mặt, nó không phức tạp lắm chứ không đơn giản về văn hóa đâu. Thành ra là có thể mình đưa sang văn hóa cà phê thứ bảy đến và đến những quán Trung Nguyên là tốt nhất, có điều kiện. Tào lao về đến lúc người ta cứ làm bậy bạ và đấy là mang tiếng lắm, phải giữ. Như là chị Phượng có nói không mời diễn giả, tôi xin lỗi là này, là mình cũng không đánh giá hết được. Nhưng theo tinh thần là mình tôn trọng và những ý kiến khác nhau. Nhưng người ta có ở một cái mức độ, một trình độ có thể là diễn giả được. Chứ nếu mà mình tất cả người chỉ là giống mình thôi thì hoặc là diễn giả một chiều. Trên ngay cả tôi chấp nhận cả những người ví dụ canh trầm là có vấn đề gì đó về nó khác, tôi bảo là không, là mình hãy đến mình nghe và nếu khác thì mình cứ nói quan điểm khác, mình tôn trọng người ta bỏ cả đời ra người ta nghiên cứu cái này, người ta có một cái mức độ như thế này thì mình cũng đáng để mà nghe họ. Đấy, thành ra tôi phải xin lỗi chị Phượng là không thể tránh khỏi qua những cái diễn giả họ. Đây thì nhưng mà đây là tinh thần là mong anh chị các bạn ở đây là giới thiệu cho Cà Phê Thứ Bảy diễn giả mỗi cái cơ hội, đặc biệt là những diễn giả ở nước ngoài ở sang về này, không phải là cao hay thấp
bởi vì ở trong nước mình dễ mời những người như thế, bên ngoài đâu mình có điều kiện mà mình làm gì có tiền, bên kia họ sang thì tranh thủ. Đấy, tôi thì đã làm được việc này đối với bên văn hóa nghệ, ví dụ các anh chị người Pháp về là phần lớn là về tôi đều mời được hết, nên thì cái quan hệ tôi nó cũng hẹp, nó không phải đủ rộng. Thế nhưng bây giờ thì qua cà phê bảy thì tôi quen rất là nhiều. Tôi mong là các anh chị ở đây, kể cả các bạn trẻ này, thấy ai hay thì giới thiệu. Và cái liên lạc này là trên fanpage cà phê thứ bảy, trên Facebook ấy, thì các bạn sẽ để lại trên đó. Và tôi được biết bởi vì là chị Phạm Thị Thu Thủy là phụ trách cái hai cái, một là cái fanpage cà phê thứ bảy và cái thứ hai là cái cà phê thứ bảy chấm nét. Thế tôi cũng nói rằng là đến năm 2018 tôi cố gắng là quyết trương cái cà phê thứ bảy chấm nét như là một cái tờ báo mạng của những người như là thành viên cà phê thứ bảy, của anh Bùi Văn Nam Sơn, của anh Nguyễn Cẩm, của anh Linh Ngọc, của Hảo Đơn, ông Trần Văn Thọ, Phạm Chí Lan vân vân, và chị Ninh có mặt thì cứ gửi đến, tức là để những nhân vật ấy là họ đều có các trang mạng khác nhưng để tập hợp lại các bạn có thể một lúc là biết được. Hay chị Bùi Trần Phượng vân vân đấy, thì là gửi đại bài thì coi như tác giả của cà phê thứ bảy. Thế thì đây là một cái trang mạng mà tôi nghĩ rằng là sẽ mình một lúc mình có thể mình biết được những người đến cà phê thứ bảy biết cái gì, chứ mà bây giờ từng người một thì không rõ. Thế cái trên trang mạng này cũng vào được nhiều. Khi tôi mời anh Trần Văn Thọ tham gia thì anh ấy gửi bài, anh ngạc nhiên là anh tôi có báo anh biết là vừa lên được 2 tiếng đã có 500 người vào rồi. Thế còn riêng cái fanpage cà phê thứ bảy có những lúc tới 50 ngàn người, tức là mức độ có 50 ngàn người vào đó. Thành ra đấy cũng là một cái quảng bá tốt. Thì anh Trần Thị Tùng có nói, tôi nghĩ là thời hiện đại 4.0 mà chúng ta không phải lúc nào cũng có thể tập hợp được đâu. Thành ra thông qua cái trang mạng ấy là chúng tôi cố gắng live stream rất là nhiều buổi, và hiện nay là người theo dõi các buổi đó rất là nhiều, những buổi rất nhiều, nhưng mà cái hạn chế là cái phương tiện kỹ thuật của mình không có tốt lắm, cũng có mua máy quay cái vân vân, trang bị rất là nhiều gần như đầy đủ nhưng nó không hiện đại lắm và tiếng nó bị nhỏ. Thế nên là chúng tôi sẽ cố gắng để cải tiến làm thế nào cả thứ bảy đến với không phải chỉ những người ngồi đây mà đến cả những người không có điều kiện ở nước ngoài người ta cũng vào được. Đấy là cái điều mà tôi rất là mong muốn và hướng ấy, là công nghệ 4.0 thì cà phê thứ bảy cố gắng là hiện đại hóa cái việc truyền bá. Thế thì quan chức là anh Trần Trọng Thức là người hỗ trợ cà phê thứ bảy từ 9 năm nay, là trước là luôn luôn cà phê có một mục ở trên báo Doanh Nhân Sài Gòn của anh Thức, anh ấy để ghi mục cà phê thứ bảy, nhưng sau thời gian nó long đong lận đận thì tôi rút thôi. Thế bây giờ thì quan chức ngồi đây cũng có lẽ mình nối lại cái tình xưa nghĩa cũ. Thế có một cái báo người đô thị cũng muốn, nhưng mà chị Thế Thanh thì bảo chị đến nhưng hôm nay không thể đến. Thế làm nào mà là những cái tờ báo mà gần gũi mình ấy là cố gắng là cần nối lại. Thế mà củng cố lại thì đây xin giới thiệu về cái cặp cái chuyện này là một hình ảnh giống cái Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa. Tôi đã cố gắng để có cái giống lại và sẽ cải tiến lại về thư viện, về các hoạt động khác, và đặc biệt là sẽ khôi phục lại cái sa lông điện ảnh mà chúng ta bỏ bắn 6 tháng nay, và tiếp tục chúng ta làm chương trình phim doanh nhân. Tôi chỉ cần là bây giờ phải tiếp tục cái chương trình phim doanh nhân. Thế thì bắt đầu từ tháng 4 thì sa lông điện ảnh sẽ hoạt động vào tối thứ 6. Thế thì mong các anh chị cứ theo dõi trên trang mạng, bởi vì tất cả những hoạt động đều là miễn phí, nên sẽ miễn phí, chúng tôi cố gắng tạo ra phim tốt. Thế đấy là cái hướng của 2018, thì mong rằng 2018 sẽ nó sẽ tốt hơn năm 2017. Thế xin cảm ơn các anh chị. Bây giờ xin mời các anh chị chúng ta buổi trưa nay là chúng tôi có làm cái tiệc buffet và chúng ta uống rượu để mừng xuân mới màu tất. Thế bây giờ xin chúng ta xin mời các anh chị chúng ta ra bây giờ cái cháu rót rượu đi.